cầu thì có một số bạn nữ đấy đang chụp hình trên cầu mọi người. Có ít thôi, hôm nay thì cũng không có nhiều, tương đối là trống. Thực sự thì mà mọi người không nên lên trên cầu này để chụp hình nha mọi người. Nó khá là ảnh hưởng tới giao thông, rồi công an giao thông họ phạt nhắc nhở. Nên sang cái đầu này thì có vẻ là đông hơn này. À dạ, cuối tuần này thì ở tại bên chân cầu Ba So này thì có tổ chức lễ hội âm nhạc và Hurricane đó mọi người. Mọi người nhớ ghé kho và xem nha. Không biết là có mất vé không thì cái này thì Hải cũng không để ý nữa. Thì có gì thì tới ngày đấy thì Hải sẽ cập nhật cho mọi người nha. Đây, khu vực này, cái lốc nhà này rất là đẹp, đang hoàn thiện, đang chạy led luôn rồi, cực kỳ là sang trọng luôn. Khu nhà của những người giàu, những đại gia. Cái lốc này đẹp dã man luôn. Niềm mơ ước của bao nhiêu người luôn á, bao giờ mới có tiền mua được căn như thế này. Kiểu nếu mà có nhiều tiền thì mình có thể mua lấy căn đấy cũng được đấy, về sau đấy mình về nước mình nghỉ ngơi, hoặc là mình về xong rồi mình thời gian mình đi mình có thể cho thuê lại cũng được. Khu này rất là đẹp luôn, cách chợ Bến Thành thì tầm khoảng 3 km thôi, phối bộ này thì tầm khoảng 2 cây, cách trung tâm quận 1 thì cây cầu luôn. Nhưng mà giá ở đây thì nó cũng rất là chát đấy, không có rẻ đâu. Căn mà từ 10 đến mấy chục tỷ luôn á. Khu này đúng là thật sự là khu sầm uất. Một thời gian nữa thì mọi người sẽ thấy chân cầu Thủ Thiêm này, dọc dọc này là những cái tòa nhà cao tầng cái mọc lên rất là nhiều ở khu vực này. Đây này, Hải sẽ quay cho mọi người xem sân khấu cho tối thứ bảy cho mọi người xem này. Đảm bảo là phải đã cực kỳ. Đây, một cái sân khấu rất là hoành tráng. Đó, có Hurricane to ghê gớm luôn. Từ 14 giờ cho tới 23 giờ tại chân cầu Ba Son. To ghê luôn. Người nhìn này, nó kéo dài bên này. Đấy, tất cả đã chuẩn bị gần xong. Đây, khu vực này thì bán cà phê mọi người. Những quán cóc, càng bạn, quán khách cũng phải luôn. Cho mọi người những cái chỗ mà mình vui chơi dịp cuối tuần. Không biết là thể lệ chương trình tham gia như thế nào thôi. Đấy, Hải thấy là quảng cáo rầm rộ lắm. Các cái con đường ở trung tâm Sài Gòn là thấy là dán băng rôn. Công nhận là có nó lên là bật sáng trưng ở khu vực này luôn này.
vào trong xem. Đây, ui giời, mọi người xem này, cái dàn ánh sáng này, âm thanh này. Hôm nay thì còn gì bằng nữa. Đấy, hơi toàn DJ nổi tiếng rồi, ca sĩ nổi tiếng tới trình diễn nữa. Đã thực chưa? Mai thứ 6 rồi, tối thứ 7. Còn nước vắng khách quá. Hôm sau những cái ngày này thì mới đông. Đây, ui, nó một cái diện tích cực kỳ rộng. Xem nha. Tại xa xa thì là Mark, bên này thì những cái tòa nhà này mới hoàn thiện xong, mọi người nhìn này. Cái sóng mình nhìn nó đẹp ghê luôn á. Đấy, cái sóng nhạc. Cái này có nhạc là nó theo còn nhạc lên là nó nhảy theo nhạc luôn á. Hurricane. Tuần này nha. Bây giờ thì mình cùng quay lại bên trung tâm quận 1 thôi. Quay lại đường Tố Hữu. Đứng vẫy hẳn ra đường ấy, nhưng mà cũng không có khách mấy. Phải công nhận là từ ngày có cái cầu Ba Son đấy mọi người, giúp cho giao thông rất là thuận tiện luôn. Cái ngày xưa mà mình muốn đi qua khu vực này á, là mình phải đi qua hầm chui dưới hầm Thủ Thiêm đi qua hầm Thủ Thiêm thì mình mới qua tới khu vực này, cái bãi diều này. Và đến bây giờ thì từ ngày có cây cầu này thì rất là thuận tiện luôn, mới đi rất là nhanh, tiết kiệm thời gian luôn đó. Trước đi rất là cực. Rồi đây mọi người nhìn thấy đó, những cái tòa nhà này rất là đẹp luôn. Bên này cũng đang hoàn thiện. Đảm bảo là những hai cái lốc này có đẹp hơn so với hai lốc bên này luôn đó. Đây. Đây, khu đúng thực sự là khu nhà giàu. Bây giờ mình cùng lên cầu và lại đường Tôn Đức Thắng vào đường Thánh Tôn nha mọi người.
thì nhìn sau mưa, không một trận mưa, nhìn Sài Gòn về đêm rất là đẹp, kiểu như là nó nhìn nó sạch sẽ, mát mẻ nữa, trong người nó cũng cảm giác nó rất là. Đấy này, chụp hình này, các bạn ở dưới này. Đấy, chụp hình tại đây. Đấy, chân cầu. À, mọi người thì đừng có về đứng làm gì nhá, thực sự có muốn lên cầu thì cứ xe đi bộ lên thôi, này dễ mất tiền lắm, nhiều người đã bị mất rồi chứ không phải là. Đây, sang tới bên là quận 1 thì mọi người thấy là một cái tòa nhà này trang trí rất là đẹp, đẹp nét về đêm, lung linh, nét đổi màu. Vào được tôi được thắng và được với siêu mọi người đấy, về được được là anh Tôn nha. Quên mất đã lại phải đi đường kia nha, mình đã lỡ thôi. Mà hôm nay thì đường Nguyễn Siêu nói chung là tương đối là vắng khách, không có đông nữa. Này mưa gió nên là cũng vắng, mọi người nhìn này, khá là vắng khách. Giờ khu vực này đông lắm mọi người, chắc là chỉ có dịp cuối tuần mới không mưa gió thì mới đông. Bây giờ thì mình vào với đường Ngô Văn Năm nha. Sau đấy mình ra đường tới Thánh Tôn. Cái dòng này thì là những cái cửa hàng ăn uống cũng như là có spa nữa mọi người. Đấy, khách du lịch rất là vui vẻ để du khách tới ăn uống. Mình cùng qua đường này Thánh Tôn này. Đấy, về đêm thì con đường này lượng xe cộ đi lại cũng tương đối là nhộn nhịp. Quán này mọi người thấy em áo dài đang đứng khách. Hôm nay mưa gió quá nhỉ, có vẻ là hơi vắng khách. Thì mình tới số 15B đến Thánh Tôn nữa, chỗ này là khu phố Nhật nên lúc nào cũng nhộn nhịp và đông nha. Đây là
bên trong ấy thì có những em gái mặc đồ rất là sexy, rồi kiểu phong cách của Nhật, rồi đồ ăn cũng Nhật luôn đấy, nên là rất là nhiều người tới. Thôi thì phía bên này mọi người thấy này, thấy bên đường có cái mặt bằng khá lớn đang để trống rất là lâu rồi, 16 tháng nay vẫn chưa có người thuê, ngay ngã tư Thá Bến Lùng giao nhau với Thiên Tôn. Ngày xưa đó là một cái tiệm cà phê, bây giờ trả mặt bằng mà vẫn chưa có người thuê nha. Con này chắc giá nó cũng cao, thì nằm ngay tại khu đất vàng mà, trung tâm Sài Gòn. Đó, bây giờ thì mình cùng hướng về nhà thờ Đức Bà cũng như là về khu vực Hồ Con Rùa, và sau đấy thì Hạ xin phép được dừng video clip nhé. Nhà thờ Đức Bà một xíu. Người gió vắng khách. Dạ vâng, thì hiện tại đây có ngã tư, mặt tại ngã tư đường Hai Bà Trưng giao nhau với đường Lê Thánh Tôn. Đường có quán nhậu nhưng mà giờ này thì cũng ít khách rồi. Hôm nay mưa gió nên mọi người ít đi nhậu để dành cuối tuần. Bên này đây thì ở phía bên tay phải của Hải là Vincom Đồng Khởi mọi người. Đấy, mọi người thấy lượng xe taxi đưa đón khách rất là đông. Bên này là Paxson. Hôm nay thì có vẻ là không lợi nhuận nhiều lắm so với mọi hôm. Chắc là giờ này thì cũng đóng cửa rồi á, nên là mà vắng. Dạ vâng, thì bây giờ thì mình cùng đứng đây nha mọi người, ngay đường Đồng Khởi. Chờ một xíu, 33 giây đèn đỏ cơ, thì mình qua đường Master và về khu vực nhà thờ Đức Bà nhé. Gió nên vắng, rồi đây ông muốn ngoài hôm đây. Thì mình đi qua với ủy ban thành phố và phía bên tay trái phải là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngoài đêm này thì vắng thôi, nên mình sẽ vào đường Master luôn mọi người. Hôm nay thì lại không vào phố đi bộ nữa. Đi ở bên trong này, quay cho mọi người xem một xíu. Ở đây thì có một cái quán bar nhỏ nhỏ này. Đấy. Đây thì có một số vũ trần dài luôn đó, đứng đón khách. Ở bên này là một cái nhà hàng đấy, khá là sang trọng này. Thì ở con đường này á, về đêm thì nó cũng khá là tối, mọi người nhìn thấy đó.
đường rất là tối vì ở chỗ đây là đa phần là văn phòng và những cái tòa nhà kiểu như là dạng văn phòng rồi chung cư nên tối mà người thấy rất là vắng và ảm đạm luôn, nó không có gì là nhộn nhịp cho lắm so với những con đường ở trung tâm Sài Gòn mà khác. Có lên đoạn trên này, cái ngã tư đường Hàm Thuyên giao nhau với đường Master thì mới vừa mọc được mấy quán cà phê cóc rồi, thì thu hút được một giới trẻ cũng khá là đông đông, không biết hôm nay có được như mọi hôm không. Ở đây bây giờ mình sẽ đi vào đường Hàn Thuyên và qua khu vực nhà thờ Đức Bà nhé. Dọc con đường Hàn Thuyên này thì những cái quán cà phê, quán trà sữa nhưng mà giờ này thì cũng vắng khách rồi. Đấy, giờ này cũng gần 10 giờ đêm rồi mọi người, không sớm rồi đâu. Này thì khá lắm đã. Ở bưu điện thành phố này cũng không có mấy nữa. Hàng rong này đang đứng vẩy khách này. Đấy. Tương đối là ảm đạm luôn. Hôm nay vắng ghê luôn á. Cà phê cóc tại dọc dọc khu vực này không có thấy mở luôn này. Đường sách thì cũng là đóng cửa. Bây giờ thì mọi người tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố Tây Bùi Viện thôi. Phía trước có mọi người là xe buýt 2 tầng đưa đón khách đi thăm trung tâm Sài Gòn. Bây giờ thì xe chắc là rẽ vào Hồ Con Rùa đấy.
thì con đường Phạm Thành này thì khoảng 90% là văn phòng là nhiều mọi người, nên về đêm thì mọi người thấy đóng cửa hết, dọc này là đóng cửa hết rồi, văn phòng với ngân hàng, văn phòng ngân hàng thì tương đối là nhiều, gần như là 90% ngân hàng tại Việt Nam là có mặt tại con đường Phạm Hồng Thành, từ các chi nhánh lớn tới nhỏ đây rất là nhiều luôn. Nên mọi người nếu muốn rút tiền á thì tới con đường này rất là nhiều cây, tầm khoảng 10 cây rút tiền tha hồ đầy đủ cho các cái ngân hàng, cho mọi người có thể rút tiền luôn á. Nào là Vietcombank này, Nam Á Bank này, OTB Bank, OCB Bank này, Vietinbank, HB Bank, nói chung là nó nhiều bank lắm, tha hồ. Dạ vâng, thì đến đây thì Hà xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, và hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nhé.